Kính thưa tất cả quý vị, cuộc thi người mẫu đại sứ áo dài Việt Nam đã phối hợp với các trường đại học tổ chức những sân chơi dành cho sinh viên giàu ý nghĩa và sáng tạo. Quý vị đang được theo dõi đó là những hình ảnh diễn ra của hành trình tại trường Đại học Công nghệ Hương Thép trên con đường tìm kiếm những gương mặt là đại sứ áo dài Việt Nam. Cùng với đó, hành trình đã đến với trường Đại học Kinh tế Tài chính, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là điểm đến tiếp theo của hành trình chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Người mẫu đại sứ áo dài Việt Nam đã phối hợp đồng hành cùng với công đoàn viên chức tỉnh, nhà thiếu nhi tỉnh có Bà Rịa Vũng Tàu và nhà thiết kế Việt Hùng phối hợp tổ chức cuộc thi và dành tặng cho Duyên dáng áo dài Việt Nam 2019 140 bộ áo dài dành cho nữ viên chức. Và những hình ảnh tất cả quý vị đang được chứng kiến đó chính là các thương hiệu Hoa Khôi và hai gương mặt đại diện cho cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam dành cho nữ cán bộ công chức viên chức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt, chương trình duyên dáng áo dài dành cho người khuyết tật năm 2019 được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu chính là điểm nhấn sáng trong hoạt động văn hóa vì cộng đồng, vì cộng đồng người khuyết tật cả nước ủng hộ và chúc mừng chính bởi ý nghĩa cũng như tính nhân văn cao đẹp và tình yêu thương sâu sắc của cuộc thi. Và đây, quý vị đang được gặp gỡ đó chính là các thành viên trong ban tổ chức, ban giám khảo cũng như là nhà thiết kế Việt Hùng, người đã khởi xướng cho cuộc thi duyên dáng áo dài dành cho người khuyết tật năm 2019. Nhà thiết kế Việt Hùng, người mẫu đại sứ áo dài đã phối hợp đồng hành cùng nhiều đơn vị tổ chức trong các sự kiện lớn gây tiếng vang như lễ hội Ninh Bình, phố đi bộ Bùi Viện, Tết Việt, Sen Tây Nguyên, lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột và Tây Nguyên. Và đây thưa quý vị, những hình ảnh quý vị đang được theo dõi được chúng tôi ghi nhận lại từ phần trình diễn của các người mẫu trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Hùng tại lễ hội Ninh Bình năm 2018. Và lễ hội Tết Việt Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Chúng ta đang đến với hình ảnh của bộ sưu tập sen Tây Nguyên với phần diễn và tóc lên vẻ đẹp yêu kiều của siêu mẫu Hoa Anh Vie. Cùng với đó là những bộ trang phục áo dài được thiết kế bởi nhà thiết kế Việt Hùng tại lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột. Thưa quý vị, hành trình hoa của đất là một hành trình vô cùng đẹp, nhân văn và ý nghĩa, mang những giá trị truyền thống của dân tộc bằng chất liệu vải thổ cẩm được đắp lên trên tà áo Việt truyền thống. Còn đây là những hình ảnh mà tất cả quý vị đang được chứng kiến với sự đồng hành của nhà thiết kế Việt Hùng. Quý vị thân mến, nhà thiết kế Việt Hùng và các đại sứ của bộ phim người mẫu đại sứ áo dài Việt Nam 2019 đã thực hiện các chương trình thiện nguyện đưa áo ấm tới trẻ em vùng sâu vùng xa. Hình ảnh mà tất cả quý vị đang được theo dõi là chuyến đi của nhà thiết kế Việt Hùng cùng với sư mẫu Hoa Anh Vie tặng quà cho các em nhỏ ở các sông. Chương trình trao tặng ấm dài đến các nữ giáo viên cũng chính là một hoạt động mà nhà thiết kế Việt Hùng và các đại sứ ấm dài chú trọng nhằm khích lệ tinh thần của các nữ giáo viên trong sự nghiệp giáo dục của mình. Thưa quý vị, đến với Tân Phú của Đồng Nai để trao tặng ấm dài dành cho những nữ giáo viên từ nhà thiết kế Việt Hùng cũng như các đại sứ ấm dài cô bình nữ chúng tôi mong muốn trong hành trình này đến gần hơn và tiếp nhận những người phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, những người mang trách nhiệm là những người lái đò đưa tri thức đến với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Còn đây là phần hình ảnh về tặng áo dài cho nữ sinh của công viên chức và các hoạt động thiện nguyện cộng đồng.
Thưa quý vị, cùng với cuộc thi duyên dáng áo dài dành cho nữ công nhân viên chức của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quý vị đang được nhìn thấy đó là hình ảnh của đại sứ áo dài cùng với các thí sinh của cuộc thi đã đến trao tặng những bộ áo dài dành cho các bạn nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như phần trao tặng bát cơm yêu thương dành cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của thành phố Vũng Tàu. Các cô quý vị, qua đoạn clip ngắn vừa rồi có thể nhận thấy ban tổ chức đã có những hoạt động xuyên suốt vô cùng ý nghĩa trong một khoảng thời gian dài vừa qua để chào mừng và khởi động cuộc thi chính thức được diễn ra. Thưa quý vị, có thể thấy từ những bước tiền đề của năm 2018 cho đến nay thì cuộc thi đã trở thành một sợi dây thông điệp vững chắc là kim chỉ nam để ekip hoạt động tốt và vững mạnh, đó chính là mang áo dài đến với mọi miền tổ quốc, đưa chiếc áo dài đến từng tay của nhiều đối tượng khác nhau. Bởi lẽ áo dài không của riêng ai, đó có thể là những nữ sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, cũng có thể là những nhà giáo trẻ với sứ mệnh đem con chữ đến với đồng bào ở những nơi xa xôi hẻo lánh, mặc cho hoàn cảnh cá nhân của mình cũng còn rất nhiều những thiếu thốn. Hoặc đó có thể là hành trình của những cô cậu sinh viên yêu văn hóa Việt, yêu cái đẹp từ những chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, hay hình ảnh đầy hạnh phúc và tự tin dám vượt qua mọi mặc cảm để bước lên sân khấu trong một cuộc thi với tà áo dài dành cho các anh chị người khuyết tật. Tất cả những hoạt động này đều một chung một mục tiêu, đó chính là giữ lấy giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam để mọi người chúng ta trên quê hương này đều có thể mặc áo dài, và cho dù tôi là ai, bạn là ai, cho dù chúng ta đang ở hoàn cảnh nào và bất kỳ nơi đâu. Kính thưa tất cả quý vị, và giờ đây để tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng động trong một ca khúc trữ tình có nhiều kỷ niệm với nhà thiết kế Việt Hùng, là ca khúc luôn gợi nhắc cho anh về hình ảnh người mẹ đã sinh thành và dưỡng dục anh, giúp anh có được sự nghiệp ngày hôm nay. Thưa quý vị, ca tuổi thơ của nhà thiết kế Việt Hùng đã sống trong hình ảnh của người mẹ thân thương của mình. Mỗi sớm mỗi chiều đi về trong đôi tà áo mỏng, anh luôn khao khát chính mình sẽ được may tặng mẹ cũng như những người phụ nữ Việt Nam tận tạo sớm hơn những bộ áo dài Việt Nam thật đẹp, thật ý nghĩa, chứa đựng các nguồn Việt và cả tình yêu mà anh gửi vào trong đó. Giờ đây, chúng tôi mời tất cả quý vị, các anh chị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tà Áo Kiếm, một sáng tác của Hoàng Nguyên với phần biểu diễn của ca sĩ Tâm Nguyên. Xin mời quý vị.